AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Mèo máy online, thuộc thể loại game nhập vai màn hình ngang do công ty Mango Games có trụ sở chính đặt tại Hà Nội phát triển và phát hành. Dành cho ai chưa biết thì Mèo máy online là tựa game nhập vai mô phỏng theo nội dung bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon đến từ Nhật Bản. Tham gia vào game, người chơi sẽ được hóa thân vào một trong bốn lớp nhân vật chính gồm Nobita, Shizuka, Giant Studio để cùng nhau phiêu lưu khám phá những vùng đất mới, đồng thời chạm trán rất nhiều kẻ thù nguy hiểm. Trong đó, mỗi nhân vật sẽ có các bộ kỹ năng và thông số thuộc tính riêng biệt, như Nobita nổi bật với tỷ lệ bắn chính xác cao, Shizuka sở hữu điểm MP vượt trội hay Giant có thể mạnh về khả năng phòng thủ, riêng Studio thì gần như cân bằng về mọi thứ. Qua đó, bạn có thể tùy ý lựa chọn và phát triển nhân vật theo sở thích thông qua hệ thống chế tạo trang bị, cường hóa đồ dùng, khảm ngọc, sử dụng thú cưng hoặc nút các vật phẩm trợ lực thú vị khác. Đặc biệt, phần lớn kỹ năng và vũ khí chiến đấu của người chơi sẽ là những bảo bối quen thuộc trong túi thần kỳ của mèo máy thông minh Doraemon. Từ đại bác bé bự, tia phục hồi, bàn tay ma thuật, găng tay sức mạnh, cho đến đèn pin thu nhỏ, bánh mì chuyển ngữ, thuốc viên như ý, khăn trùm thời gian, vòng xuyên thấu v.v. Tất cả đều mang đến một công dụng cụ thể cho bạn tha hồ miss skill áp dụng vào thực chiến. Thậm chí trong game này, game thủ còn có thể sử dụng chăm chống tre để bay lượn và di chuyển nhanh đến các vị trí cao ở bản đồ một cách vô cùng thuận tiện. Đồ họa của game Mèo máy online được thiết kế theo cách hoạt hình 2D với những hình ảnh sắc nét, màu sắc tươi sáng không thua kém như các bộ phim hoạt hình về Doraemon mà bạn đã từng thấy qua trên phim ảnh. Người chơi có thể đặt chân đến nhiều bối cảnh khác nhau, vốn là những địa danh công trình gắn liền với tuổi thơ của nhiều người khi xem truyện, như bãi đất trống của khu phố, căn phòng nhà Nobita, trường học cấp 1, cửa hàng buôn bán của mẹ Giant, khu rừng sau núi, v.v. Và lắng nghe những âm thanh phát ra từng khu vực hoặc cảm nhận sự khác biệt về hướng giữa các nhân vật, quái vật khi ra đòn. Do sở hữu lối chơi nhập vai cây cuốc mà hình ngang đặc trưng, nên tại đây bạn có thể điều khiển nhân vật của mình làm bất cứ điều gì mình muốn, từ chạy nhảy cho đến tương tác với môi trường, vật dụng xung quanh và trò chuyện với NPC. Thậm chí game thủ có thể di chuyển 4 phương 8 hướng để đánh nhau với quái vật, kẻ thù hay săn bắt côn trùng thu nhặt các vật phẩm rơi vương vãi trên mặt đất v.v. Nhìn chung thế giới quan của game tương đối mở rộng và mọi thứ được kết nối với nhau nhiều kiểu phân tầng và liên kết map khá chặt chẽ, từ đó giúp game thủ như được hòa mình vào mọi tình tiết, nội dung mà game Mèo máy online muốn truyền tải đến mọi người. Chưa dừng lại ở đó, trò chơi nhập vai kết hợp phiêu lưu thế giới mở này còn mang đến những tính năng hoạt động được chắt lọc từ những tập truyện ngắn và dài của bộ truyện tranh Doraemon để phỏng dựng lại. Nhờ thế mà càng chơi Mèo máy online, bạn càng bắt gặp rất nhiều nhân vật, quái vật, thậm chí là bối cảnh vừa quen vừa lạ nhưng mới vừa thấy đâu đó trong các trang truyện về Doraemon mà mình đã xem qua. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?